Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ tư năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đại hội đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần cổ vũ động viên tinh thần các dân tộc thiểu số tiếp tục đoàn kết, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ tư có chủ đề Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững. Tham gia đại hội có gần 250 đại biểu đại diện cho 289.000 đồng bào của 42 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 159 đại biểu nam, 91 đại biểu nữ, đại biểu lớn nhất là 88 tuổi, đại biểu nhỏ nhất là 15 tuổi, đại biểu là nông dân, già làng, trưởng thôn, người có uy tín chiếm tỷ lệ 45,6%. Sự đa dạng về thành phần độ tuổi của đại biểu đã góp phần vào sự thành công chung của đại hội. Rất là vui và hãnh diện khi được đại diện cho người dân tộc ít người, dân tộc Bro đến dự đại hội ngày hôm nay. Em mong đại hội thành công. Bản thân em sẽ cố gắng học hỏi, cố gắng phát triển cho người dân tộc Bro, thiểu số ít người. Trong 5 năm qua, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 3 giai đoạn 2019-2024 đã hoàn thành 11 trên 12 nội dung và 21 trên 28 chỉ tiêu đề ra. Tỉnh có 48 xã, 65 thôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3 đến 4% một năm. Thu nhập bình quân đầu người từ 40,6 triệu đồng năm 2019 tăng lên 58,4 triệu đồng năm 2023. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng nhiều nơi còn yếu kém, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu tích cực tham gia đóng góp ý kiến, trình bày báo cáo tham luận, làm cơ sở xây dựng quyết tâm thư của đại hội, xác định mục tiêu nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029. Nhà ông già được huyện xã tin nhiệm đưa ông già đi dự đại hội ở đây, ở các dân tộc của tỉnh, ông già thấy là rất là vui để mang tiếng nói của dân tộc của mình đối với đại hội của dân tộc của tỉnh Kon Tum. Nói chung là ông già thấy cái đại hội dân tộc tỉnh Kon Tum đợt này thấy là rất là vinh dự, được nhiều cái được học hỏi học tập các dân tộc với nhau trong tỉnh Kon Tum để về sau này là tuyên truyền vận động cho bà con trong thôn làng mình để thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước. Trên cơ sở là quyết tâm thư của đại hội đại biểu các dân tộc tỉnh Kon Tum thì bản thân tôi là sẽ cố gắng về tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong cái việc là quán triệt quyết tâm thư của đại hội lần này. Điểm ấn tượng của đại hội lần này còn đến từ việc trưng bày 42 hiện vật di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Kon Tum và nhiều gian hàng đặc trưng của các huyện thành phố về sản phẩm văn hóa, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là dịp để các đại biểu được gặp gỡ, giao lưu mà còn là dịp để họ hiểu biết hơn về văn hóa, thế mạnh của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tại cái đại hội dân tộc số tỉnh Kon Tum hôm nay thì huyện Con Rẫy mang 20 sản phẩm, trong đó sản phẩm ô cốp là 14 sản phẩm, còn lại là 6 sản phẩm là sản phẩm đặc trưng vùng miền của huyện Con Rẫy. Tại đại hội này thì với mục đích là được quảng bá, giới thiệu những sản phẩm mà đặc trưng của địa phương để giới thiệu cho đại hội biết, cũng như là quảng bá thêm cái tiềm năng về cái những sản phẩm chủ lực của huyện Con Rẫy. Đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia đại hội tỉnh các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024 của tỉnh Kon Tum. Nói chung là tôi rất là vui và phấn khởi khi mình là người được bầu chọn đi dự đại hội đây. Trong khi quá trình thì nói chung là để mình đi học hỏi, giao lưu để trao dồi cái kinh nghiệm, những gian hàng của bạn, của huyện khác để từ đó để mình có cái kinh nghiệm để mình thực hiện để làm tốt hơn. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nhiều hoạt động thiết thực và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ tư năm 2024 đã thực sự trở thành ngày hội đoàn kết của các dân tộc thiểu số,
tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào của các tầng lớp nhân dân, cũng như tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.